Bẩn, quét bụi trừ bẩn, quét bụi trừ bẩn, quét bụi trừ bẩn, quét bụi trừ bẩn, quét bụi. Hàng ngày Châu Lợi Bàn Đạt không ngừng quét dọn tịnh xá kỳ viên. Vả lại anh ta luôn miệng đọc lẩm nhẩm câu nói mà Thế Tôn đã dạy: Quét bụi trừ bẩn, 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 quét bụi trừ bẩn. Cuối cùng cái chổi của Châu Lợi Bàn Đạt không lâu đã dơ bẩn cả. Rụng như con cỏ như vậy á. Mới chà sơ đã bay bụi tùm lum hết rồi. Quét không có được nữa. Dơ bẩn cũng giống như thân thể mình vậy. Quét bụi trừ bẩn mà. Quét bụi trừ bẩn. Quét bụi trừ bẩn. Thân thể của mình thật là dơ bẩn quá. Hả? Nhưng mà tâm của mình còn dơ bẩn hơn nữa. Mình đã hiểu rồi. Thế Tôn muốn biểu mình đi quét mấy cái bẩn ở trong lòng, cái bụi ở trong lòng. Mình đã hiểu rồi. Quét bụi trừ bẩn, 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 quét bụi trừ bẩn. Nghe nói phía đông của kỳ viên tịnh xá có một tịnh xá để cho tỳ khưu ni cư ngụ. Thế Tôn mỗi ngày phái một vị đệ tử ưu tú tới đó để truyền đạt giáo huấn cho họ. Thế Tôn mà, hôm nay ngài phái vị nào tới tịnh xá phía đông vậy? Ta thấy phái hắn đi đi. Hả? Hả? Sao lại như vậy chứ? Thế Tôn, con đang nghĩ em con làm không có nổi đâu. Không được đâu, con không làm nổi đâu Thế Tôn. Sẽ bị nữ đệ tử họ cười cho chết đó. Không 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 không, bọn họ sẽ giận dữ cho coi. Đúng vậy, nói rất đúng. Châu Lợi Bàn Đạt, Châu Lợi Bàn Đạt. Dạ. Con sẽ làm được, con nhất định làm được. Đừng giống như những người khác, chỉ có thể nói việc thiện. Con có ưu điểm của con, hãy thả lỏng tâm tình của con, cứ theo tâm mình để nghĩ để làm là được rồi. Con có hiểu không? Dạ. Con đi làm thử. A Nan, con hãy cùng đi với Châu Lợi Bàn Đạt. Dạ. Ta không biết họ đang làm cái trò gì nữa. Châu Lợi, Châu Lợi. Cuối cùng cũng đến rồi. Phía sau chính là A Nan. Ông ta không phải là Châu Lợi Bàn Đạt sao? Đây chính là cái ông tỳ khưu hay quên đó. Trời ơi, ông ta lại làm cái gì đây? Nè, bà có biết tại sao hay không vậy? Ở trên ta cầm cây trỗi, có lẽ lát nữa quét dọn giùm chúng ta. Hôm nay sẽ do Châu Lợi Bàn Đạt truyền đạt sự giáo huấn của Thế Tôn. Thiệt là thấy ghét, tại sao lại như vậy? Đó là đích thân Thế Tôn chỉ dạy, xin thành tâm yên lặng để mà nghe. Làm ơn đi, mời mọi người làm ơn, xin mời. Thấy ghét, Thế Tôn đang nghĩ cái gì vậy? Rõ ràng là quá coi thường chúng ta. Đúng đó, nhất định là như vậy. Mọi người yên tâm,
Lát nữa ta nhất định sẽ đi khiếu nại với Thế Tôn. Con người này càng nhìn càng thấy dơ. Nói đúng lắm á. Thân thể của tôi rất là dơ, nhưng mà cái dơ hơn á là trái tim của tôi. Thế Tôn tặng cho tôi cây chổi này là muốn tôi vừa quét vừa niệm, quét bụi trừ bẩn. Việc này tôi làm được. Mỗi ngày tôi vừa quét nhà cũng vừa tụng niệm cho tới một ngày luôn á. Tôi nhìn thấy cây chổi này đã bị rách nát, tôi mới phát hiện ra thật ra bụi là cái gì, bẩn là cái gì. Đó chính là bụi ở trong lòng của tôi, bẩn ở trong lòng của tôi. Lòng tôi tràn đầy dục vọng, tràn đầy bất mãn. Cái mà Thế Tôn kêu tôi quét chính là bụi bẩn ở trong lòng của tôi. Dục vọng hãy tiêu tan, phẫn nộ hãy biến mất, bất mãn hãy khuất đi, để tôi quét dọn. Mỗi ngày tôi vẫn không ngừng, không ngừng quét dọn đó. Nhưng mà dù quét thế nào, bụi bẩn vẫn cứ quét không sạch, vẫn cứ từng đám bay lên. Bụi và bẩn ở trong lòng của tôi vẫn cứ bay lên chứ mấy gì đó. Vậy thì phải làm sao đây? Phải bỏ rơi việc quét bụi bẩn hay sao chứ? Không, không đúng. Cho dù bụi bẩn quét không sạch, vẫn cứ quét. Chính là bởi vì quét không sạch nên mới quét đó chứ. Cái tôi làm được chỉ là như vậy thôi. Rất hay, những lời đó rất là cảm động. Có lẽ đó chính là những lời hùng biện phá tan sự tầm thường. Thuyết pháp của Châu Lợi Bàn Đặc đã đánh sâu vào nội tâm của Tỳ Khưu Ni. Mọi người đều rơi nước mắt vì vui mừng. Châu Lợi Bàn Đặc đã giác ngộ rất tốt. Như vậy là tốt rồi. Trên con đường rũ bỏ bụi trần, không chỉ có sức người là đủ. Chính vì vậy mới cần đến trí huệ của Phật và sự hộ trì của Phật. Tạ ơn Ngài Thế Tôn. Tất cả cũng phải nên chú ý. Ngộ đạo không nhất định phải học hỏi nhiều thứ. Cho dù chỉ là một câu nói, nếu như có thể chính xác hiểu được ý của nó, như vậy vẫn có thể bước lên chánh đạo. Cũng giống như là Châu Lợi Bàn Đặc. Không, là bởi vì đã gặp được Châu Lợi Bàn Đặc, ta mới có thể có cơ hội dùng những phương pháp khác người mà dẫn dắt cho ông ta. Tạ ơn Ngài Thế Tôn. Mỗi một con người đều có một con đường mà mình phải đi. Kỳ Đạt, có phải vậy không? Thật xin lỗi Thế Tôn, tâm thái của chúng con đã sai lầm. Chúng con sai con rồi. Đã sai rồi. Đệ à, huynh đã sai rồi. Xin tha thứ những gì huynh đã làm trước kia. Đại ca. Châu Lợi. Châu Lợi. Dạ như vậy, Châu Lợi Bàn Đặc đã được sự tôn trọng của những đệ tử khác. Nhưng mà người ở trong thành vẫn cứ cười ông ta là ngu ngốc. Có một ngày, Quốc Vương triệu tập đoàn người của Thế Tôn vào trong cung điện. Ngươi là Châu Lợi Bàn Đặc hả? Nơi đây không phải là nơi mà ngươi có thể vào được đâu. Nè ngươi nói coi, bọn vệ binh có lý lẽ hay không vậy? Không hề gì, ta không thèm để ý đâu.
Ngươi nói cái gì? Phải nhắc bọn họ hả? Hà tất phải làm như vậy hay sao? Hôm nay thật là vui, ngày thật là đúng. Xin mời các vị hãy tận hưởng đi. Quốc Dương, tôi hãy còn một vị đệ tử chưa có tới. Bây giờ ông ta đang ở ngoài cửa chưa có vào. Hả? Đây là một chuyện rất là thất lễ. Đội trưởng hậu duệ, có thật như vậy không? Không, ở bên ngoài không có một vị đệ tử Phật nào cả. Ông ta đang ở khu rừng bên ngoài cửa. Không thể nào! Đội trưởng thật là vô lễ. Thế Tôn đã nói như vậy rồi, ngươi hãy ra ngoài coi thử đi, nhanh lên! Dạ! Đội trưởng à, có thật phải đi kiếm Châu Lợi Bàn Đặt về hay không? Nói chơi thôi, nhìn thấy hắn thì đuổi hắn đi. Sau đó báo cáo với Quốc Dương là ở trong rừng không thấy ai hết, có biết không? Hả? Đây là cái gì? Là ngươi à? Tôi cũng là Châu Lợi Bàn Đạt. Trong rừng có rất nhiều đệ tử nhưng mà tất cả đều giống nhau. Tất cả đều giống nhau à? Thật vậy sao? Không biết là thần thánh phương nào nữa. Mọi người hình như đang rất bối rối. Hình như là như vậy. Để ta nói cho các người một cách. Dạ. Hãy hỏi tên của bọn họ. Trong đó người nào trả lời trước nhất thì chính là ông ta. Tên của ông là... Tên tôi là Châu Lợi Bàn Đặt. Thật là Châu Lợi Bàn Đặt đúng không hả? Chính là ông rồi. Khi nãy thất lễ, bây giờ tôi xin dẫn đường. Thật là xin lỗi ngang. Bây giờ xin mời ngài. Được. Về sau trên dưới trong cả nước không còn ai dám trêu ghẹo Châu Lợi Bàn Đặt nữa. Sau đó anh em Bàn Đặt tiếp tục tu hành. Tên tuổi của hai anh em họ thậm chí lưu truyền đến đời sau. Tính tới bây giờ khoảng gần 2.500 năm trước, trong một khu rừng lân cận của Dương Xá Thành, ở trong thủ đô Ma Kiệt Đạo Quốc của Ấn Độ, đã có một người lữ hành. Cuối cùng ông đã tới. Cuối cùng đã để con tìm được. Ngài chính là một vị sư phụ mà con đã tìm kiếm nhiều năm. Ta cũng rất vui mừng. Bây giờ ta đã tìm được chân đạo. Ta sẽ nói cho ông biết, Đại Ca Diếp. Dạ. Câu chuyện Phật điển Đại Ca Diếp, kinh điển bắt đầu. Ngồi đợi người lữ hành đó chính là Thế Tôn. Người lữ hành trong bao nhiêu năm nay vẫn một mực đi tìm minh sư, đó là Đại Ca Diếp. Nếu như ta không biết mà lại nói là biết,
không ngộ đạo mà lại tự xưng là ngộ đạo. Như vậy thân thể của ta sẽ phân thành 7 mảnh ngay lập tức. Dạ. Sau đó Thế Tôn cứ thao thao thuyết pháp. Đại Ca Diếp một câu cũng không bỏ sót, chú tâm để lắng nghe. Người này tên là Đại Ca Diếp, bắt đầu hôm nay chính là đồng môn của các ông. Ê, cái người này á, người đàn ông này dơ dáy quá à. Hoàng Nghìn đã tới Trúc Lâm Tịnh Xá. Nếu như có bất cứ nghi vấn gì, xin cứ nói với tôi đây. Nè, hình như là hắn không có biết trả lời kìa. Hoàng Nghìn, nhưng tu hành ở đây thực sự là rất nghiêm khắc. Lôi cái tên tiểu tử này về, Thế Tôn thật là biết tự tìm phiền phức đó. Làm môn hạ của Thế Tôn có rất nhiều quy tắc. Một trong những quy tắc đó là ở trong rừng, xa vời hẳn thế gian, phải dựa vào mỗi ngày đi khất thực để duy trì cuộc sống. Đối tượng khất thực không thể phân giàu nghèo, mỗi ngày chỉ được ăn một bữa cơm, chỉ có thể mặc những bộ đồ được giá díu, tất cả những thứ khác đều không được đem theo, và còn rất nhiều những quy luật nghiêm khắc. Đại Ca Diếp rất là tuân thủ quy luật, không ngại cực khổ để chuyên cần tu hành. Nhưng mà trong đám đệ tử cũng có người thù ghét Ca Diếp, đã không ngừng nói xấu phía sau lưng của ông ta. Ê, Ưu Bang Na Đề, hắn không có nhúc nhích đó. Hả? Ta coi thử xem, thật là khinh người mà. 3 ngày rồi hắn đâu có nhúc nhích đâu. 8 phần là cái gì cũng không nghĩ ra, đang giả vờ ngủ gục đó thôi. Nhất định là như vậy rồi. Từ sáng tới tối giả vờ tu hành, loại đàn ông đó hiểu được lời Thế Tôn nói mới là kỳ lạ đó. Hắn tốt nhất hãy sớm nản lòng mà rời khỏi chỗ này đi. Hả? Hả? Vô tình nghe được những lời của các đệ tử, Thế Tôn trong lòng suy nghĩ, có ngày phải để cho mọi người nhìn thấy ưu điểm của Đại Ca Diếp mới được. Cho nên có một ngày, Thế Tôn triệu tập các đệ tử trong khi thuyết pháp. Sao mà thối quá vậy? Giống như trong thùng rác mới bỏ ra vậy. Thế Tôn nhìn thấy Đại Ca Diếp đã tới, lập tức nói tới phần khó nhất ở trong thuyết pháp. Nhưng mà các đệ tử hoàn toàn không hiểu. Vạn pháp do tâm tạo ra, mọi thứ tùy duyên sinh, mọi việc tùy duyên diệt. Thôi được, các người có hiểu hết hay không? Ông có hiểu không? Con không hiểu. Còn ông? Con cũng vậy, xin thứ lỗi. Phải rồi, các ông đều không hiểu. Hả? Hả? Đại Ca Diếp, thì ra ông đang ở đây. Chỗ ngồi của ông là ở đây. Qua đây ngồi đi. Hả? Chuyện này là sao vậy? Khi nãy lời ta nói, đối với mọi người mà nói, hình như là quá khó. Đại Ca Diếp, hãy qua bên này. Ông hãy thế ta, dùng một thuyết pháp đơn giản hơn để mà nói lại một lần. Hả? Hả? Đây là gì vậy? Hả?
đệ tử Đại Ca Diếp đa tạ hậu ý của sư phụ, nhưng mà con không có tư cách ngồi bên cạnh của ngài, và cũng không có tư cách để mà thế sư phụ thuyết pháp. Cho dù thế nào, con cũng không thể chấp nhận. Con chỉ cần ở dưới môn hạ của sư phụ, một người yên tĩnh để hưởng thụ pháp lạc là được rồi. Khoan đã, Đại Ca Diếp, thật khó được sư phụ. Không hề gì, hãy để tùy ý Đại Ca Diếp đi. Trong ngày thứ 8, khi Đại Ca Diếp gặp được ta, thì đã được cái tâm của Phật đạo rồi, và thêm vào cái sự tu hành tiếp theo, rời khỏi dục vọng, tri túc, không làm những chuyện vô nghĩa, những giáo nghĩa thực tiễn căn bản nhất. Sau này hành vi của các ông cũng nên học hỏi theo Đại Ca Diếp. Cho nên ta mới nói là Đại Ca Diếp không phải là người bình thường đâu. Trời ơi, nói láo, ngươi chính là tên phỉ báng đó. Người phỉ báng mới chính là ngươi. Ngươi nói cái gì hả? Nói ngươi cái gì nói người khác nữa hả? Trời ơi, tức chết được. Ta không thừa nhận cái tên đàn ông đó từ chối thuyết pháp là bởi vì hắn thiếu tự tin mà thôi. Nhưng Đấng Thế Tôn mà ông đó ta... là bởi Thế Tôn thiên vị. Không vui chút nào hết. Ngoại trừ Ưu Ba Nan Đề có cố chấp, không có người nào lại đi nói xấu Đại Ca Diếp nữa. Kể từ hôm đó, mọi người đều tôn kính xưng hô Đại Ca Diếp là một người đàn ông trầm mặc. Nhưng mà một Đại Ca Diếp trầm mặc để hưởng thụ cái thú của đạo cũng có một tâm sự ở trong lòng. Đó chính là người vợ đang ở nhà chờ đợi Đại Ca Diếp trở về nghênh đón Bạc Đạt. Đại Ca Diếp tên là Tỳ Bát La Xá Na, từng là một người giàu có ở xứ Ma Kiệt Đà. Khi còn trẻ, ông đã thù ghét những lạc thú của thế gian. Ông ta kỳ vọng được xuất gia để sống những ngày tháng thanh thản, nhưng mà cũng không cưỡng lại được yêu cầu của cha mẹ và phải đã kết hôn với một cô gái nhà giàu tên Bạc Đà. Kết quả trong đêm tân hôn mới phát hiện ra Bạc Đà cũng giống như mình vậy, cũng muốn được xuất gia cầu đạo. Cả hai người đều rất vui mừng. Sau đó khi song thân qua đời, có một ngày sau khi hai người tiếp nhận gia nghiệp, Bạc Đà ra lệnh cho người làm hãy đem những hộp dầu mè để ép ra dầu, đem phơi dưới nắng mặt trời. Ôi trời ơi, thiệt là nhiều sâu. Muốn giết hết những sinh vật nhỏ bé này thiệt là đáng ghét. Đành chịu thôi, đây là lệnh của phu nhân mà. Ngừng tay, ngừng tay. Đừng có ép dầu nữa. Hôm nay mọi người có thể nghỉ ngơi. Phía bên kia, chồng của Bạc Đà đang trông chừng những người cày ruộng. Chết nhiều côn trùng như vậy à? Ơi, sao rồi, mau kéo cày đi, đừng có lười biếng nữa mà. Ngừng tay, hãy ngừng công việc hết đi. Hôm nay mọi người có thể nghỉ ngơi rồi. Chỉ vì trồng ruộng, mọi người đau khổ, súc vật bị thương, sâu bọ bị chết. Thật không ngờ, chỉ vì cuộc sống xa xỉ của chúng ta lại hại khổ tới nhiều sinh vật như vậy. Một hành động tàn nhẫn như vậy thật là bi ai. Em cũng nhận thấy như vậy. Ăn chỉ cần một chén cơm là đủ, ngủ chỉ cần có chỗ nằm là được rồi, mặc chỉ cần che thân thể là được rồi. Còn các thứ khác thì ta không cần. Ta có thể bỏ hết gia sản, xuất gia cầu đạo. Ý của em cũng như vậy. Và sau đó, Đại Ca Diếp đã đem tài sản chia cho các người ở, đem ruộng vườn chia cho mọi người, quyết định tự mình ra ngoài du ngoạn trước. Bạc Đà, nếu gặp được Minh Sư, ta nhất định đón nàng đến đó ngay. Anh nhớ đó. Ta xin thề.
Theo lời truyền, ngày hôm đó đúng ngày Thế Tôn đang ở dưới cây Bồ đề ngộ đạo. Sau đó 2 năm, Đại Ca Diếp vì đeo đuổi Minh Sư đã đi thăm hỏi rất nhiều nước, cuối cùng đã gặp được sư phụ của đời mình là Thế Tôn. Bạc Đà, ta rất muốn đón nàng đến đây, nhưng mà trong tịnh xá Trúc Lâm không có phụ nữ xuất gia, xin nàng hãy chịu đựng một thời gian nữa. Cuối cùng, ngày mà Đại Ca Diếp mong đợi đã đến. Ở nơi mà Thế Tôn sinh hoạt, từ tịnh xá Trúc Lâm, cách tịnh xá Kỳ Viên của nước Câu Bồ La không xa. Thế Tôn đã bắt đầu thu nhận các đệ tử. Đại Ca Diếp hết sức vui mừng, đã đón Bạc Đà đến tịnh xá Kỳ Viên. Từ đó, Bạc Đà trở thành đệ tử của Thế Tôn, chuyên tâm tu đạo, được Thế Tôn khen ngợi xưng là Thất Túc Mệnh Giả. Không ai thắng được Bạc Đà Tỳ Khưu Ni. Hơn nữa, số đệ tử của Thế Tôn càng ngày càng đông. Những Tỳ Khưu được phân chia tới chỗ này dần dần cũng quản lý không xuể. Và cả thôn A La Tỳ này cũng bắt đầu sống cuộc sống phóng dật. Không được, mọi người đều quên đi quyết tâm lúc bắt đầu tu hành. Để coi đi, cái này là bảo bát của U Đà La nhà họ Dương truyền lại đó. Còn cái này là bát nước U gia chúng ta, người giàu có được coi là vật quý báu. Vậy thì để thua rồi. Cái bát nữ tinh nhất của chúng ta đem ra so với cái bát của U Ba Nan Đề thì giống như là rác rưởi vậy. Căn nhà và cái bát bảo đó lấy từ đâu mà ra vậy? Nói không chừng là do cưỡng bức dân làm bố thí mà được thôi. Nếu thật sự là như vậy, vậy thì ông mất rồi. Hôm nay ta sẽ dùng cái bát này mà đi thọ bát. Hai đệ đi theo ta. Ta sẽ dẫn hai đệ đến những nhà giàu có đồ ăn ngon. Vậy thì không? Tốt quá rồi. Nè, hắn vẫn đi theo kìa. Hả? Coi ra thỉnh thoảng hắn cũng muốn ăn đồ ngon chứ bộ. Chính là nhà này nè. Hả? Chưa thấy là đúng là cái đồ vô lễ. Đi tới chỗ kia vậy. Ê, đi nhanh lên. Hả? Sao lại như vậy kìa? Ôi, thiệt là kỳ lạ. Thiệt là không hiểu nổi à. Để biết rồi, huynh vì chuyện xây tịnh xá mà ép người ta đóng góp tiền bạc, cho nên mọi người nhìn thấy huynh đều tránh đi cả. Có đúng vậy không? Tì ra là như vậy á. Vậy lần này là thì nguy rồi. Quả nhiên là như vậy. Nhưng mà trách cứ họ không phải là việc làm của ta. Đại ca Diếp kìa. Hình như hắn có mục tiêu nào đó.
Bên này, qua đây, qua đây. Trừ phi hắn muốn khất thực với bà lão đó. Tôi đã bị bệnh, ai ai cũng không muốn gần tôi sắp chết rồi. Tôi không có biết ông là ai. Ông là ai vậy? Ông kiếm tôi có việc gì? Tôi là người đang tu hành dưới cửa của Thế Tôn rất trân quý. Tôi lại nể xin bà cho tôi khất thực. Muốn khất thực à? Đúng vậy. Tôi mong rằng bà có thể giảm bớt thức ăn của mình, bỏ ra chút lòng từ bi cho tôi khất thực một chút. Ông nói lời gì vậy? Xưa nay tôi chưa hề khất thực cho bất cứ ai đâu. Còn nữa, dù muốn tôi cũng không có món gì. Tôi không có tôi không có gì hết. Ôi trời ơi, ông xem ra cũng có cái tướng rất là tu hành. Nếu như có thức ăn, tôi thật sự cũng không muốn cho người khất thực. Nhưng mà phải làm sao đây? Ôi trời ơi, trước mắt tôi có được chỉ là những đồ người ta không có muốn. Một chén cháo đã bị chua và bị hôi. Trời ơi, thì là mắc cỡ. Tấm lòng của bà quan trọng nhất chính là tấm lòng này. Bà đây đã có tấm lòng rộng lượng, không những có lòng giúp đỡ người khác. Loài người này không phải là người nghèo. Có tấm lòng biết hổ thẹn, những người dám phản tỉnh bản thân thì đã là một người cầu đạo. Như bà bây giờ đã có được tấm lòng như vậy thì là một người biết tôn quý tín Phật rồi. Bất luận thế nào cũng hy vọng bà có thể bố thí cho một chút cháo. Được rồi. Thật là cảm tạ. Bữa ăn của hôm nay tới đây là chấm dứt. Nếu tôi có sức mạnh có thể sống tới ngày mai đều là nhờ ơn huệ bố thí của bà. Cảm ơn bà. Vậy Đại ca Diếp đã làm một việc như vậy sao? Thật không hổ là đại ca Diếp, không nói nhiều nhưng dùng hành động để thuyết đạo, đã giải thoát tấm lòng phiền não đau khổ của người khác, và cũng dùng hành động như vậy để giáo huấn các người. A Nan. Dạ. Hãy nói với mọi người, bắt đầu từ hôm nay, không thể vì xây dựng một tịnh xá xa hoa lại xin xỏ quá nhiều lúc khất thực. Có biết không? Dạ. Còn nữa, kể từ hôm nay, không thể giống như U Ba Nan Đề, một người lại có nhiều bát như vậy. Hả? Những món đồ dư thừa đều liệt.